Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, wow, hôm nay ở đây lại có rất là nhiều xe bị cháy nè các bạn ơi. Đó, để mình chữa cháy cho các xe này nha. Bên đây nữa nè các bạn ơi, wow, xe bị cháy hết trơn rồi. Ơi, wow, anh cướp thì ra là anh cướp các bạn ơi. Anh cướp nó làm cho cái xe này bị cháy. Wow, đó các bạn thấy chưa? Nó làm cho cái xe này bị cháy hết trơn để mình chữa cháy cho cái xe này nha. Wow, anh cướp nó bắn mình rồi các bạn ơi. Cái xe cứu hỏa của mình cũng bị bốc cháy rồi. Ơ, lùi lại, nhảy lên, không nó cháy. Ôi ơi, rồi cháy đi nữa rồi các bạn ơi. Chết rồi, lùi lại thôi. Ghê quá các bạn ơi. Cái xe này bị bốc cháy hết rồi, mình phải chạy ra khỏi chỗ này thôi. Ôi, ôi, nổ cháy hết trơn rồi kìa. Để mình chữa cháy cho cái xe này nha. Ôi, chữa cháy đi, đó, nó nổ hết trơn rồi kìa. Ồ, anh cướp ở đâu nó bắn các xe nổ hết trơn các bạn ơi. Để mình vòng qua đây coi. Kìa, nó cùng súng nó bắn mình kìa, đó, nó bắn nổ các xe kia luôn. Và rất là nhiều xe bốc cháy ở đây luôn, mình phải chữa cháy cho các xe này thôi. Ôi, chữa cháy cho các xe này thôi nè, mình xịt chữa cháy các bạn ơi, đó. Ê, hy vọng các xe sẽ được chữa cháy nha, wow. Ồ, ghê quá các bạn ơi. Anh cướp nó bắn mình hay sao á, họ không thấy nó ở đâu luôn các bạn ơi. Ê, xe này cháy quá trời luôn nè. Ôi, ghê quá các bạn ơi. Trời ơi, để thôi. À, mình xuống xe này đi, mình lên lấy cái xe này đi, mình đi tiêu diệt anh cướp nha các bạn nha. Đây, mình có một chiếc xe này ở đây nè. Ồ, mình leo lên mình đi tiêu diệt anh cướp thôi. Mở cửa vô đi. Đây các bạn ơi. Ôi, đi đâu vậy? Ở đây này, xe này nè, leo lên xe đi. Leo lên. Ôi, xe này bị hư rồi các bạn ơi. Xe này bị hư rồi, để mình qua mình lấy xe khác thôi. Đây, mình có một cái xe phun lửa nè các bạn ơi. Đây, leo lên. Rồi, đi tiêu diệt anh cướp nha. Đó, anh cướp nó chạy hết trơn rồi. Ôi, xe này bốc cháy. Ôi, xe này phun lửa. Xe phun lửa chứ không phải xe phun nước các bạn ơi. Ok, không sao, để mình đi vô sào huyệt của bọn anh cướp nha. Đây, sào. Mình vòng ở đây các bạn ơi. Mình đi vô sào huyệt của bọn anh cướp nha. Ôi, đây, nó trên đây nè. Ok, để mình bay lên. Ồ, bạn thấy xe của mình bay lộn nhào đẹp chưa? Đó, các bạn thấy không? Đó, mình phun lửa trên bầu trời luôn nè. À, thì ra máy bay của nó nãy bắn các xe các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống đây. Đứng lên nào. Hả? Kìa rồi, phun lửa nó các bạn ơi. Đi phun lửa xe anh cướp, tung nó nào. Phun lửa cho nó cháy luôn. Đó, xe anh cướp hả, thấy chưa? Rồi, nổ xe anh cướp luôn. Rồi, một chiếc xe đã bị phun lửa nổ tung rồi. Tiếp theo, mình đi ra đây, mình tiếp tục tiêu diệt anh cướp nha. Đây, thêm một chiếc xe anh cướp nữa nè, để mình phun lửa nó luôn. Đây, phun lửa nó các bạn ơi. Không phải, lùi lại chút xíu mới phun lửa chúng đó. Phun lửa chúng rồi nè, rồi thế nào chút xíu nó cũng sẽ bị nổ luôn nha các bạn nè. Đó, nổ luôn, hai thằng cướp bị bốc cháy luôn kìa. Ok, tiếp theo mình đi vòng qua đây. Đây, rất là nhiều xe anh cướp bên đây các bạn ơi. Qua đây mình tiêu diệt nó nha. Đây, nó nè các bạn ơi. Thôi, wow, xe tăng của nó xuất hiện rồi kìa. Đây, mình truy đuổi, nó chạy các bạn ơi, xe tăng chạy hả. Để mình xịt lửa xe tăng luôn. Ôi, xe tăng nó khỏe quá, nó đẩy lùi mình được luôn kìa. Ghê quá, nhưng mình không sợ đâu. Đấy, mình phun lửa cho xe tăng luôn. Cho xe tăng nó nổ luôn nha các bạn nha. Rồi, xe tăng nổ rồi đó. Các bạn thấy xe của mình ghê chưa. Đây, phun lửa xe này luôn. Đó, ăn cướp bốc cháy rồi kìa. Thôi, đó, thêm một chiếc xe nữa rồi. Bây giờ mình lùi lại các bạn ơi. Để mình đi tiêu diệt xe tăng ăn cướp tiếp nha. À, vòng qua đây. Ê, đừng có đổ nha. Rồi, bên đây có máy bay nè các bạn ơi. Rồi mình tung máy bay luôn. Tung máy bay nó, tung phun lửa máy bay nó luôn. Máy bay của ăn cướp nè, phải tiêu diệt cho hết các bạn ơi. Đó, nó bắn máy bay nó luôn. Rồi, nổ máy bay nó luôn kìa. Thằng xe tăng này nó bắn nè các bạn. Xử lý xe tăng này luôn. Phun lửa xe tăng luôn. Đó, phun lửa xe tăng luôn. Nó dám bắn mình kìa. Wow, có một chiếc xe tăng phía sau nữa kìa. Rồi, xe tăng nó bốc cháy rồi. Đây, tiếp tục mình qua bên đây, mình lùi lại, mình tiêu diệt xe tăng này. Đấy, mình phải tiêu diệt hết tất cả xe tăng của nó các bạn ơi. Không cho nó lộng hành nữa. Đó, tiêu diệt xe tăng nó đi. Rồi, xe tăng nó sắp bốc cháy rồi. Đó, cháy rồi các bạn ơi. Ok, qua bên đây thôi. Anh cướp ở đây nhiều lắm. Đó, rất là nhiều luôn. Wow, có máy bay nó bắn mình kìa các bạn ơi. Máy bay trực thăng của nó kìa. Phun máy bay trực thăng của nó luôn. Bay cao quá, để mình nhảy lên nha. Ôi, nhảy lên phun lửa nó luôn. Nhảy lên nào. Ồ, đó, bay lên trời phun lửa nó. Tung vô máy bay trực thăng của nó luôn. Tung vô luôn. Ôi, không hụt rồi các bạn ơi, không sao. Ôi, nó lại có xe tăng nữa kìa. Bọn ăn cướp này rất là ghê các bạn ơi. Để mình phun lửa xe tăng nó nha. Nè, tung nó đi. Đó,
Xe của mình rất là mạnh các bạn ơi. Đây, tung nó đi, tung nó đi. Nổ đi, nổ xe tăng. Ủa, lại thêm một chiếc xe tăng nữa kìa. Tụi nó đâu có nhiều xe tăng vậy. Rồi, nổ. Một phát nữa là nổ nè. Đó. Rồi, chuẩn bị nó cháy rồi. Lùi lại thôi. Rồi, ok các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ, chắc mình phải đổi xe quá. Để tiêu diệt cho nhanh. Phun lửa này hơi bị lâu các bạn ơi. Để mình ra đây mình đổi xe khác cho các bạn coi nha. Các bạn thích xe gì? Đấy, mình xuống đây mình lấy chiếc siêu xe này là bảo đảm ăn cướp sơ sở hết trơn luôn đó các bạn. Đấy, siêu xe tăng. Ok, đi thôi. Tiêu diệt ăn cướp tiếp nào. Máy bay của nó bay bầu trời. Mình mới thấy xong. Mới thấy một cái bóng máy bay của nó. Để mình ra mình tiêu diệt. Mình ra mình lấy chiếc máy bay này của nó mình bay đây. Rồi, xuống xe. Ê, máy bay của nó kìa. Máy bay của nó kìa. Đứng lại. Ê, nó chạy kìa. Ô, nó bắn mình kìa. Còn máy bay của nó kìa các bạn ơi. Máy bay của nó kìa, nó mới hạ cánh xuống. Ôi, nó lái máy bay. Giờ mình leo lên máy bay của nó mình lái đi. Leo lên. Nó chạy rồi. Ôi trời rồi, nó bắn nổ máy bay của nó luôn rồi. Nó không cho mình lấy máy bay các bạn ơi. Thôi mình quay về mình lấy xe lại xe tăng. Mình leo lên xe tăng của nó. Leo lên xe tăng của nó. Lên xe tăng nó đi. Ôi, nó bắn mình ghê quá. Trời ơi, nó bắn nổ máy bay luôn rồi. Mình là siêu nhân mà. Nhảy lên. Nó hụt rồi các bạn ơi. Nhảy lên. Né đạn của nó các bạn ơi. Né đạn của nó đi. Đó. Rồi, đứng xe tăng của nó. Lên xe tăng của nó. Leo lên. Đó. Lôi cướp ra. Mày hả, lôi ăn cướp ra. Lôi ra, đi ra ngoài, tao chưa vô xe tăng rồi. Các bạn thấy không, mình lên xe tăng của nó rồi. Giờ mình bắn máy bay của nó nè. Máy bay của nó khó bắn quá các bạn ơi. Xe tăng của nó không cho mình bắn. Mình ủi người nó đấy rồi, bắn được rồi nè. Bùm. Đó, các bạn thấy chưa. Thấy xe tăng của nó rất là mạnh nè. Mình leo lên mình lấy xe tăng của nó rồi. Không cho nó, rồi bắn máy bay nó luôn, máy bay nè. Ôi, máy bay nó bay cao quá. Bắn mấy xe này dưới đây được rồi. Mình qua mình phá hủy xe cứu hỏa của nó đi. Xe cứu hỏa của nó nè. Bùm. Đó, phá hủy rồi. Còn một chiếc nữa, bắn luôn. Rồi, bốc cháy rồi. Bây giờ mình đi phá hủy máy bay của nó các bạn ơi. Đây rồi, máy bay của nó đang bay lên trên trời kìa. Đây, có một chiếc máy bay của nó ở đây nè. Mình tới mình phá hủy máy bay của nó nha. Bắn luôn, máy bay nè. Bắn nè, đó, nổ máy bay rồi. Các bạn thấy xe tăng của nó rất là mạnh, nó mạnh hơn xe tăng của mình luôn. Ok các bạn ơi. Mình tiếp tục mình đi chiến đấu với nó nha. Để mình dụ xe tăng của nó ra nữa nha. Xe cứu hỏa của nó nè, bắn luôn, nổ luôn, thấy chưa? Các bạn thấy mình ghê chưa? Bây giờ đây có một chiếc xe tăng của nó nữa. Xe tăng của nó xuất hiện rồi kìa. Mình qua mình bắn nó nha. Ôi, nó bắn mình. Bắn rồi nè. Bắn đi. Bắn nào. Rồi, mình bắn nó nổ rồi các bạn ơi. Máy bay của nó rồi, bắn nè. Nổ máy bay luôn nè. Đó, mình phá hủy hết tất cả các xe của nó luôn. Rồi, ok, đi tiếp nào. Ok, xe tăng nó ra kìa. Bắn đi. Bắn nào. Không cho nó bắn lại luôn. Bắn nào, phải không? Nó vừa ra cái là mình bắn nó luôn rồi các bạn ơi. Đây máy bay nào, bắn máy bay luôn nào. Các bạn thấy mình bắn giỏi không, mình chơi game rất giỏi không. Ok các bạn ơi, để mình đi tìm ăn cướp nữa nha. Đây, bắn một chiếc máy bay này luôn. Bắn nào. Nổ máy bay đó rồi. Xe tăng nào bắn lén mình vậy. Máy bay này bị nổ rồi nè. Có một chiếc xe tăng nào mới bắn lén mình vậy. Ghê chưa các bạn. Phá hủy tất cả các xe của nó trong đây luôn. Đây có thùng dầu của nó nè. Đó, bốc cháy thùng dầu rồi. Phá hủy chiếc máy bay này luôn. Wow, mình sẽ phá hủy hết để cho nó không còn có cơ hội để nó đi phá người dân thường. Bắn xe này của nó luôn. Đấy rồi, xe của nó ra nữa nè. Rồi, còn xe gì không? Xe tăng nó lại ra kìa các bạn ơi. Phải tranh thủ bắn nó thôi. Nó rất là mạnh luôn. Nếu mình không bắn nó sẽ bắn mình chết. Rồi, xong các bạn ơi. Ok, bây giờ còn xe nào nữa không? Đó, mình phá hủy nó hầu như gần hết rồi. Bây giờ mình ra mình lấy máy bay trực thăng chiến đấu đi. Để mình đi, mình tiêu diệt các máy bay trên trời của nó nha. Đây, lấy máy bay chiến đấu siêu to khổng lồ nha các bạn nha. Đây, có máy bay nào không? Đây rồi, một chiếc máy bay rất là to nè các bạn ơi. Đi thôi, nhanh nào. Đấy, đi được rồi nè. Bây giờ mình vòng bên đây nha.
vòng qua đây đây. Ơi ơi ơi, coi chừng tôm kìa. Các bạn thấy máy bay của nó chưa? Mình đã thấy máy bay của nó rồi. Ok, đi thôi. Cất cánh nha. Bay lấy đà nào. Máy bay các bạn ơi, máy bay của mình à. Rồi, lên nha. Lên. Đó, bạn thấy mình bay giỏi chưa? Wow, nó bắn mình kìa. Không sao, để mình bay lên cao nào. Rồi, để mình sẽ nghiêng qua bên trái, quay lại để mình tìm nó nha. Rồi, nghiêng qua phải đi, không thôi rơi xuống biển đó. Đó, các bạn thấy đất liền chưa? Thấy đường phố xe cộ kìa. Rất là nhiều luôn đó, có một chiếc máy bay bay bên trên bầu trời kìa. Rồi, mình đã vô sân bay của nó lại rồi nè. Mình bay một vòng là vô sân bay của nó. Rồi, các bạn ơi, đây. Ok, mình đi vòng vòng mình tìm máy bay của nó nha. Wow, máy bay của nó ở chỗ nào á? À, thì ra sau lưng nè, các bạn nhìn thấy không? Máy bay của nó sau lưng kìa. Đó, máy bay của nó đang bắn mình sau lưng kìa. Không sao, để mình bay lên trên cao coi. Ơi, qua đây, qua đây. Ồ, các bạn ơi, nó bắn mình ghê quá. Bay lên đi, coi chừng tung xuống mặt đất đó. Lên trời cao nào. Đó, các bạn thấy mình bay rất là cao, bay giỏi chưa? Ok, các bạn ơi, chắc là mình phải kết thúc video chứ mình dí không lại nó rồi. Máy bay này là máy bay chở khách chứ không phải máy bay chiến đấu các bạn ơi. Nên là đó, các bạn thấy sân bay của tụi nó kìa. Đó, ở dưới đó rất là ghê luôn. Tụi này rất là ghê nha. Thôi, bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha.